Thưa quý vị và các bạn, với hoài bão và nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà trường, trong thời gian qua, nhiều sinh viên của trường Đại học Trà Vinh đã mạnh dạn khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường với nhiều dự án khả thi. Trong số đó, dự án mật dừa nước đóng chai được đánh giá là một trong những dự án vô cùng tiềm năng. Đây cũng là dự án đạt giải nhất tại cuộc thi Hot Ride do trường Đại học Trà Vinh tổ chức và đạt top 3 đội thi xuất sắc nhất trong bảng đấu quốc tế năm 2021. Để tìm hiểu về dự án này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Sinh ra và lớn lên tại xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, một vùng đất nông nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi cho cây dừa nước phát triển. Hơn ai hết, sinh viên Nguyễn Bá Lộc nhận thấy được cây dừa nước có nhiều tiềm năng về kinh tế. Đặc biệt, mật dừa nước là phần mang lại nhiều giá trị nhất nếu được khai thác một cách hiệu quả. Vì vậy, trong quá trình học ngành công nghệ kỹ thuật hóa học tại trường Đại học Trà Vinh, cùng với niềm đam mê khởi nghiệp, Lộc và các bạn sinh viên cùng trường là Ngô Phước Lộc, Lâm Thị Ngọc Yến và Sơn Minh Thiện đã nghiên cứu và thực hiện dự án khởi nghiệp mật dừa nước đóng chai, với mục tiêu của sản phẩm là giải quyết vấn đề về kinh tế và việc làm của người dân địa phương, mang lại sản phẩm mới có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên. Quê hương của em là cây dừa nước phát triển rất là nhiều, xung quanh nhà toàn là cây dừa nước không. Nhưng ngày xưa người ta sử dụng cây dừa nước để dựng vách hay là lập nhà. Còn hiện tại với sự phát triển của xã hội thì người ta còn không có những yêu cầu đó nữa. Em thấy cây dừa nước dần dần bị lãng quên và em muốn đem một cái gì đó để cứu thoát cái con đường của cây dừa nước. Và em đã tìm hiểu từ Internet, từ tài liệu của các nước bạn, đặc biệt là ở Thái Lan, Malaysia và Philippines. Thì em nhận thấy là ba nước bạn là có ngành phát triển về thu mật dừa nước này vào năm 1930 đến nay. Và ngành mật dừa nước này trở thành một cái ngành khá phổ biến và mang một tính chất khả thi ở nước bạn. Vì vậy em muốn đem cái ý tưởng sản xuất mật dừa nước về áp dụng cho cây dừa nước ở Trà Vinh. Và em nhận thấy rằng cái dự án này khi mà áp dụng ở tỉnh nhà nó là một cái điều rất là khả thi. Và em muốn biến nó trở thành một cái dự án khởi nghiệp hiện thực. Và khi em đã tìm hiểu và em thấy là cái dự án mật dừa nước này nó tác động rất là nhiều, nó nhiều ưu điểm. Nó có thể tác động cho xã hội và tác động để tạo được công ăn việc làm cho người dân. Để thực hiện dự án này, đầu tiên nhóm tập trung tìm hiểu và nghiên cứu về quy trình sản xuất cũng như lựa chọn nguyên liệu. Thông thường, buồng dừa nước được lựa chọn lấy mật và đảm bảo trái đã đủ lớn, chuyển từ màu vàng nâu sang màu nâu sẫm. Để cây dừa nước tiết ra mật thì bí quyết chính là massage cuống của buồng dừa đều đặn trong 20 ngày. Mỗi cuống dừa có thể thu mật với sản lượng bình quân 1 lít trên một ngày. Sau 20 ngày lấy mật, buồng hết khả năng cho mật sẽ loại bỏ đi để cây dồn sức nuôi các quài tiếp theo. Đặc biệt trong quá trình chế biến, nhóm cũng kết hợp giữa mật dừa nước và thịt quả dừa nước lại với nhau để tận dụng tất cả các giá trị cây dừa nước mang lại. Hiện nay dự án đã có sản phẩm demo được đóng chai với dung tích 350ml, giá bán khởi điểm là 20.000 đồng một chai. Do quá trình khởi nghiệp với học tập song song thì trong thời gian chúng em đi thực tập thì cũng không có thời gian nhiều để đi lấy mật. Nên quá trình đi lấy mật cũng không được đều. Nên kết quả lấy mật cũng gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những khó khăn đó thì nhóm chúng em thì đã phân công lại các thành viên trong nhóm là ai là người đi thực tập thì sẽ đi thực tập và nhờ những bạn khác hỗ trợ trong việc đi lấy, đảm bảo chất lượng, hiệu suất của sản phẩm lấy ra. Theo đánh giá của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Trường Đại học Trà Vinh, sản phẩm của dự án nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, không sử dụng hóa chất và chất bảo quản trong quá trình sản xuất. Ngoài công dụng chính là giải khát, thì sản phẩm còn nhiều giá trị dinh dưỡng về sức khỏe và góp phần không nhỏ vào việc nâng cao ý thức người dân bảo vệ rừng ngập mặn, các khu rừng dừa nước, ven sông, ven biển, hạn chế xói mòn, sạt lở đất. Đây là dự án đạt giải nhất cuộc thi Hunrise do Trường Đại học Trà Vinh tổ chức và đạt top 3 trong đội thi xuất sắc nhất trong bảng đấu quốc tế năm 2021. Đây cũng là dự án lọt vào top 50 vòng chung kết cuộc thi sinh viên Startup năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thứ nhất là tụi em đã nhìn thấy được cái vị trí của dự án ở trong cái việc bảo vệ môi trường, ngăn chặn xâm nhập mặn. Nhất là tình hình miền Tây của chúng ta thì mọi người đã biết là bị xâm nhập mặn ảnh hưởng rất là nhiều. Thì cái thứ hai thì đây là một sản phẩm thực phẩm thì nó tốt cho sức khỏe, nó thuần tự nhiên.
thì đó là những lý do mà tụi em có thể thấy và có thể áp dụng nó để phát triển sản phẩm của mình. Mô hình có thể dễ dàng nhân rộng trong cộng đồng vì sản phẩm là sản phẩm sạch, sản phẩm thuần tự nhiên và đang được ưa chuộng, rất là ưa chuộng như bây giờ. Cái thứ hai là nguồn nguyên liệu từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng thì dùng nguyên liệu rất là rộng, do đó đảm bảo cho cái nguồn cung của sản phẩm là luôn ở mức dồi dào. Đối với dự án mặt trời nước đóng chai của bạn Lộc làm trưởng nhóm thì cái dự án này phải nói là rất là hay, có nhiều cái yếu tố mới khác biệt và được các cái hội đồng mà ban giám khảo thông qua các cái cuộc thi thì đánh giá khá là cao, cũng như là các cái nhà đầu tư bên ngoài cũng mong muốn là kết nối để đầu tư cho dự án của bạn. Và minh chứng cụ thể nhất là qua cái cuộc thi Hubrise khu vực Đông Nam Á vừa rồi á, thì cái dự án của bạn đã đạt giải ba. Thì trong mà quá trình á, khi mà cái dự án của các bạn từ lúc là còn cái là ý tưởng thôi, thì nhà trường á, đã hỗ trợ nhiều về các cái kiến thức, kỹ năng có liên quan đến hoạt động khởi nghiệp để cho bạn hoàn thiện các cái sản phẩm mẫu, để các bạn có thể là tự tin tham gia các cuộc thi ở tỉnh, khu vực cũng như cả nước. Sau đó thì nhà trường cũng hỗ trợ để cho các bạn hoàn thiện các cái sản phẩm hơn nữa để tham gia trưng bày ở các cái hội thảo hoặc là các cái chương trình mà khởi nghiệp hoặc là ngày hội khởi nghiệp của khu vực. Thì trong cái tương lai tới đó, thì cái dự án này thì nhà trường sẽ hỗ trợ để cho các bạn sẽ thành lập doanh nghiệp, đăng ký sở hữu trí tuệ, cũng như là tạo các cái điều kiện như là về nguồn lực lao động, kết nối với các cái nhà đầu tư, thêm các nhà đầu tư bên ngoài để huy động vốn cho bạn, để cái dự án của bạn sớm đi vào thực tế. Nhóm nghiên cứu cũng chia sẻ, do đây là bước đầu khởi nghiệp nên còn thiếu nguồn vốn, sản phẩm không bảo quản được lâu, nên chưa thuyết phục những khách hàng khó tính. Để sản phẩm mật dừa nước đóng chai có nguồn tiêu thụ ổn định, những năm tiếp theo, nhóm sẽ có kế hoạch xây dựng đội ngũ bán hàng và giới thiệu sản phẩm tiếp thị qua nhiều kênh, đồng thời nghiên cứu phân tích thêm nhiều sản phẩm nhằm đa dạng hóa. Về lâu dài, nhóm cũng định hướng liên kết xây dựng mô hình trồng dừa nước để thu mua lại mật dừa của các hộ nông dân nhằm tăng thu nhập cho người sản xuất và đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào. Hướng sắp tới thì tụi em sẽ giống như là đi gọi vốn. Sau khi mà có được vốn rồi thì tụi em sẽ xây dựng nhà máy sản xuất. Xong rồi tụi em mới sản xuất cái chai mật dừa nước đầu tiên. Rồi tụi em mới phát triển những cái sản phẩm kế tiếp nữa. Sản phẩm của tụi em hiện tại thì bây giờ chỉ có sản xuất cái mật dừa nước mà dạng chai thôi, dạng nước thôi. Thì hướng thời gian tới nữa, sau khi mà nhân rộng quy mô về nguồn nguyên liệu ra thì tụi em sẽ có thể sẽ hướng đến là đường mật dừa nước, là sản xuất mật dừa nước thành đường đó chị, xong rồi kẹo mật dừa nước, xong rồi có rượu mật dừa nước nữa. Khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ mang lại nguồn thu nhập trang trải việc học, rèn luyện kỹ năng mềm mà còn tạo bước đệm vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu lập nghiệp trong tương lai. Tin rằng với sự năng động, sáng tạo và kiên trì của các bạn sinh viên, những dự án khởi nghiệp tiềm năng như dự án mật dừa nước đóng chai sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn nữa, góp phần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp của thanh niên tỉnh nhà ngày càng phát triển. Chuyên đề đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp của Đài Truyền hình Đài Vinh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.